Tin tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang tới bạn bởi kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Sau đây là những nội dung chính. Tối ngày 7 tháng 9, trao đổi với báo chí về tình hình ứng phó với cơn bão số 3, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cho biết đã trực tiếp gọi điện chỉ đạo 30 bí thư quận, huyện tập trung huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc bằng mọi biện pháp phải theo sát tình hình để đảm bảo an toàn cho dân. Thực hiện yêu cầu của thành phố Hà Nội, các quận huyện đã kịp thời thực hiện tốt các biện pháp cấp bách như di dời người dân ra khỏi chung cư cũ nguy hiểm, nhà yếu, nơi có nguy cơ đổ sập, bố trí nơi tránh trú an toàn, bố trí lực lượng ứng trực kịp thời xử lý sự cố, hỗ trợ người dân trong mưa bão. Nhờ đó, về cơ bản, thành phố vẫn đảm bảo tốt những mục tiêu trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là giữ an toàn cho người dân. Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận và đánh giá cao cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân đội, công an cùng cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương đã thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và thành phố, chủ động triển khai từ sớm, từ xa phương án phòng chống bão số 3. Bà Hoài cũng biểu dương sự chủ động phòng chống bão và tinh thần hợp tác, phối hợp của người dân. Nhờ sự chung sức, đồng lòng của cả thành phố nên đã trước mắt giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra. Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, bão có thể suy yếu, nhưng tình hình thời tiết do ảnh hưởng của bão trong những ngày tới vẫn rất đáng lo ngại. Do vậy, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là phải đảm bảo an toàn sức khỏe tính mạng của nhân dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của người dân và nhà nước. Hơn lúc nào hết, đây là lúc người dân cần sự hỗ trợ, các lực lượng chức năng phải làm hết lòng, hết sức với trách nhiệm cao nhất vì nhân dân. Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài nói. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu đơn vị liên quan kịp thời hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già, neo đơn, ốm yếu, hộ nghèo, gia đình chính sách, kịp thời cung cấp lương thực, thực phẩm và những vật dụng thiết yếu khác khi cần thiết, quyết tâm không để người dân nào bị đói, bị rét, không để ai bị bỏ lại phía sau. Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành duy trì nguồn cung hàng hóa, không để xảy ra tình trạng khan hàng, thiếu hàng hoặc tăng giá đột biến, đặc biệt là lương thực, thực phẩm, thuốc men, vật tư y tế, phục vụ cấp cứu, chữa bệnh, chủ động triển khai lực lượng và phương án phòng chống mưa lũ, bảo vệ an toàn vững chắc các tuyến đê, các hồ đập trên địa bàn. Các lực lượng chức năng nhanh chóng khắc phục những sự cố, hậu quả do bão gây ra để đảm bảo duy trì hoạt động thông suốt của hệ thống hạ tầng giao thông, điện nước, thông tin liên lạc, duy trì lực lượng ứng trực 24/24 giờ, hỗ trợ người dân kịp thời và xử lý các tình huống phát sinh. Trong đêm nay và ngày mai, thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc vẫn hứng chịu các trận mưa lớn, nhiều tỉnh có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và ngập lụt nặng nề. Ông Phùng Tiến Dũng, trưởng phòng dự báo thủy văn Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa cho biết, trong 24 giờ qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 Yagi, nên tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Nam Định, Thái Bình, Hòa Bình và Hà Nội đã có mưa rất to với tổng lượng mưa đo được là 150-200mm, đặc biệt có những điểm trên 300mm. Theo nhận định của chúng tôi, trong đêm nay và ngày mai, tại các tỉnh thành Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa to đến rất to, do đó nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình và Thanh Hóa, ông Dũng nhấn mạnh. Đồng thời ông Dũng cũng thông tin, từ nay cho đến ngày 9 tháng 9, trên các sông Thao, Lô, Cầu, Thường, Lục Nam và sông Hoàng Long sẽ xảy ra một đợt lũ với mức báo động 1-2. Trên sông Bưởi và thượng nguồn sông Mã, lũ mức báo động 1. Đáng lưu ý, do mưa lớn trong thời gian tới nên cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các thành phố khu đô thị và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ như Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nam, Thái Nguyên và thành phố Hà Nội. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và tối 7 tháng 9, ở khu vực phía đông Bắc Bộ, Hòa Bình và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa tính từ 7 đến 20 giờ có nơi trên 200mm như Phủ Dực, Thái Bình 414,4mm, Đông Triều, Quảng Ninh 221,6, Xuân Thủy, Nam Định 218,8mm, Lương Tài, Bắc Ninh 217,8mm, Vĩnh Bảo, Hải Phòng 207,8mm. Dự báo trong 1 đến 2 ngày tới, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, từ tối 7 tháng 9 đến sáng 8 tháng 9, có mưa to đến rất to và lượng mưa phổ biến
80-180mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Chiều và đêm 8 tháng 9, có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 100mm. Riêng khu vực vùng núi có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Phía Tây Bắc Bộ từ tối 7 tháng 9 đến sáng 9 tháng 9 có mưa to đến rất to với lượng mưa 100-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Ngày 9 tháng 9, mưa lớn ở Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Bão Yagi đã tiến vào Hà Nội với sức gió cực mạnh kèm theo mưa lớn. Gió giật đã khiến hàng loạt cây xanh tại các tuyến phố bật gốc gãy đổ ngổn ngang. Tại đường Nghiêm Xuân Yên, cây cối đổ rạp hàng loạt, đèn led ô tô đậu bên đường. Gió giật cũng khiến cho cột cờ bên đường đổ nghiêng. Bão Yagi cũng khiến trần thạch cao của một chung cư trên tuyến đường này bị hư hỏng nặng nề. Tại phố Phúc La, cây ở hai bên đường đổ phủ kín mặt đường, khiến các phương tiện khó có thể lưu thông. Cây đổ đè lên ô tô đậu bên đường. Tại đường 70, mưa lớn gây ngập úng. Khung cảnh đường phố Hà Nội hoang tàn, sơ xác trước sức tàn phá khủng khiếp của bão Yagi. Khoảng 21:30, trời Hà Nội bỗng nhiên lặng gió, chỉ còn mưa rất nhỏ. Theo các chuyên gia, Hà Nội đang ở trong tầm bão nên mưa ngớt, gió giảm. Tuy nhiên các chuyên gia cũng cảnh báo, sau khi tầm bão đi qua, mưa rông, gió giật sẽ trở lại. Chính vì thế người dân tuyệt đối không được phép chủ quan, không nên ra ngoài đường. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến hết đêm 7 tháng 9, các khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, bao gồm cả Hà Nội, vẫn sẽ chịu tác động của gió mạnh từ cơn bão số 3. Theo ông Khiêm, từ sáng 8 tháng 9, khi bão di chuyển sâu vào đất liền và đi về hướng Tây, cường độ sẽ suy giảm thành áp thấp nhiệt đới và tan dần. Bão số 3 Yagi đi vào đất liền, gió rít liên hồi, miền Bắc mưa lớn dồn dập. Trưa ngày 7 tháng 9, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đến thời điểm hiện tại, bão số 3 đã tiệm cận sát bờ biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, đến khoảng 11 giờ trưa nay, nhiều nơi ghi nhận gió mạnh như đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng, cấp 13 giật cấp 14, đảo Cô Tô, Quảng Ninh, cấp 13 giật cấp 16, Tiên Yên, Quảng Ninh, cấp 9 giật cấp 11. Do tác động hoàn lưu của bão số 3, phía Đông Bắc Bộ đã có mưa vừa mưa to, trong đó tại Cửa Ông có mưa 113mm, Cẩm Phả, Quảng Ninh 110mm, Cát Bà, Hải Phòng 86mm. Ông Hưởng nhận định, trong khoảng 1-3 giờ tới, vùng tâm bão sẽ di chuyển vào khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng với cường độ cấp 10, cấp 12, sau đó bão đi sâu vào đất liền. Với thủ đô Hà Nội, tác động của bão chậm hơn so với các khu vực ven biển, khoảng từ 15 đến 16 giờ trở đi, bắt đầu có gió mạnh cấp 6, cấp 7. Chúng tôi nhận định khả năng có gió giật cấp 9, cấp 10 ở khu vực này, ông Hưởng nói. Ông Hưởng cũng lưu ý, về tình hình mưa, từ trưa nay trở đi là thời điểm mưa lớn nhất ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và dồn dập từ nay đến tối, thậm chí là đêm. Từ chiều và đêm nay, mưa mở rộng khu vực sang phía Tây Bắc Bộ. Mưa trong đợt này kéo dài đến 9 tháng 9, với tổng lượng mưa 150-350mm, có nơi trên 500mm. Trong một diễn biến khác, sáng nay, trên một số trang mạng có chia sẻ thông tin bão đổi hướng đi thẳng vào Hải Phòng và Hà Nội. Liên quan đến vấn đề này, đại diện lãnh đạo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đến thời điểm 11 giờ trưa nay, chưa có dự báo nào về việc bão số 3 đổi hướng. Đặc biệt, vị lãnh đạo nhấn mạnh, chưa có dự báo, cảnh báo về việc bão số 3 sẽ đi thẳng vào Hải Phòng, Hà Nội.